Một hương súp xin được chào các bác. Hiện tại thì tôi đang ở cơ sở ngoài Bắc các bác. Ở ngoài này thì chủ yếu là bách xanh. Những cái mẫu hộp gỗ này, hộp trà. Đó, hộp này là hộp đựng trang sức nha các bác. Ở bên cạnh đây thì nó đang phá dỡ nhà, có máy móc làm nên là hơi ồn, các bác thông cảm nhé. Giới thiệu đến cho các bác ở trên này, các bác nào có nhu cầu thì các bác cứ alo cho tôi gửi về tận nơi nhé, ship tận nơi. Đây là cái hộp trà bách xanh ở tùng trúc cúc mai, rất là nặng nhá, chất gỗ cực kỳ tuyệt vời luôn, nặng tay đậm tay, rất là thích, thơm lắm. Đó, đây là hộp mẫu hộp trà gỗ bách xanh nhé các bác, tứ quý tùng trúc cúc mai, đẹp luôn, đẹp từng cái luôn. Còn có ba cái hộp mà trà hình quả chám này. Đó các bác thấy không ạ? Loại này thì đường kính của nó là 10 phân các bác nhé. Đường kính là 10 phân. Nó nhỏ nhỏ thôi, không to lắm đâu. Đây các bác này. Đẹp. Hàng chạy CNC rất là kỹ nhá. Quá đẹp, quá chất lượng các bác ơi. Cái này làm quà biếu Tết cũng được. Đó, hộp trà. Hộp đựng trà hoặc là đựng bánh kẹo hoặc đựng cái gì cũng được. Nhỏ nhỏ thôi các bác nhé. Giá 750 thì ở trên này tôi bán 650 nha các bác. 650 cho các bác. Còn ba cái nhá. Ba cái giống nhau. Bán để cho giá tốt cho các bác nhá. Đẹp từng cái luôn. Không có một vết nào luôn. Cái này khi mà đóng đi là tôi phải đọc. Bọc rất là kỹ xốp nhá. Đây. Gỗ đấy, cái này là gỗ. Gỗ đâu vậy các bác? Vân dầu ấy, vân gỗ đấy. Quá đẹp. Còn có ba cái thôi. Về lục ra còn ba cái các bác ạ. Hàng bên trong là để mộc nhé, đánh giấy giáp mộc rất là mịn. Bách xanh mộc châu thơm phức. Đó, bác nào đấy thì báo tôi nhá. 650 là bên tôi miễn phí ship nhé các bác. Còn cái hộp này này, đây, đến cái hộp này. Nhiều bác quan tâm cái hộp này này. Lắm này. Đây là cái hộp đựng trang sức nha các bác. Đựng trang sức hoặc các bác đựng cái gì cũng được. Đựng đồ nữ trang tặng cho người thân, người quen gì. Hay tặng cho vợ, hay tặng cho người yêu. Rất là đẹp. Đây cái hộp này đẹp này. Đây vân đẹp quá. Đó các bác thấy không? Bên trong đẹp, long lanh. Cái này đóng đi cũng phải đóng rất là kỹ này các bác này. Rất đẹp luôn, thơm. Hộp trang sức nha các bác. Đó, nó còn mấy cái hộp. Đây, cái hộp này thì đẹp nhất. Hộp này là loại nhỏ nha các bác. Những cái hộp loại nhỏ này. Cho các bác xem qua nhé. Làm rất là kỹ đấy. Đây là cái hộp khăn giấy này. Hộp khăn giấy cũng rất đẹp. Đây các bác. Đó, cho giấy ăn vào đây. Rất là sang các bác. Thế này là anh em phải có điều kiện mới dùng được cái này. Đây là hộp trang sức nha các bác, loại nhỏ. Đây còn rất là nhiều mẫu các bác, lấy
đấy như nào báo tôi nhé, có loại to loại nhỏ nhé. Bên tôi sẽ gửi cho các bác cái đường link ở bên dưới, các bác sẽ kích vào để tham khảo cái giá báo giá trên web nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào.